đô thị Giai Cai Thập Nhị với quy mô 349 ha, được mệnh danh là Phú Mỹ thứ hai tại khu Nam Sài Gòn, bao gồm khu nhà phố, khu villa biệt thự, khu trung tâm thương mại, khu căn hộ cao cấp và hệ thống tiện ích đẳng cấp. Sở hữu thuộc tính thương mại, vừa ở vừa kinh doanh, nên đây được xem là sản phẩm shop house thu hút và đáp ứng được đông đảo nhu cầu người tiêu dùng. Và sản phẩm nhà phố mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay, đó chính là căn nhà phố với diện tích 7x17, tổng là 119m², xây dựng gồm 1 trệt, 2 lầu và sân thượng áp mái. Hoàn thiện bên ngoài, bên trong giao thô, nên quý anh chị có thể tự decor theo ý thích của riêng mình. Đường trước nhà rộng 60m và kèm theo con đường tự mở 12m. Có vỉa hè khá rộng rãi nên rất tiện lợi cho việc đỗ xe mua sắm. Vì mỗi căn shop house được thiết kế và bố trí hợp lý sẽ tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và một cộng đồng cư dân đẳng cấp, do đó sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm và trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân để an cư lập nghiệp. Và khu dân cư Giai Cai còn được đầu tư hoành tráng toàn bộ các tiện ích thiết yếu cho nhu cầu của mọi đối tượng cư dân. Mỗi phân khu sẽ đều bố trí xen kẽ đầy đủ các loại tiện ích, ví dụ như là công viên cây xanh nội bộ cùng hồ cảnh quan rộng lớn xuất hiện đều khắp diện tích dự án, tăng trải nghiệm thư giãn và kiến tạo lối sống xanh cho mọi cư dân. Khu vực sinh hoạt cộng đồng gồm có cà phê, nhà hàng, vườn BBQ thoáng rộng, hay khu rèn luyện sức khỏe bao gồm hệ thống phòng tập gym, bãi tập yoga, sân thể thao các bộ môn bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, sân chơi trẻ em. Khu shopping gồm hệ thống trung tâm thương mại, các siêu thị mini, quán ăn, quán nước trải đều tại mỗi phân khu, hay là khu giáo dục, quy tụ trọn vẹn hệ thống giáo dục các cấp, khu chăm sóc sức khỏe và hệ thống an ninh hiện đại, lối đi riêng cho từng phân khu, bảo vệ 24/24, đảm bảo an toàn cũng như sự riêng tư cho cư dân. Dự án chính là khởi nguồn cho một cuộc sống mới, một cuộc sống với nhiều sự tiện nghi, đáp ứng cho chúng ta những điều tuyệt vời nhất. Và để biết thêm thông tin chi tiết về căn biệt thự mà Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi muốn rao bán, hay quý anh chị có nhu cầu ký gửi, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới hoặc để lại bình luận. Đội ngũ nhân viên chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau. Chúc quý khách có một ngày bình an và vui vẻ.